Chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng tới tham quan Kid City ở Kapolei, Hawaii nha. Chỗ này đó họ làm cái indoor playground. Mình có thể đặt hàng như là 2 tiếng, 3 tiếng hoặc là 4 tiếng chơi. Trẻ con dưới từ ngay cả dưới 1 tuổi cũng vô chơi được. Nhưng mà 10 tháng tuổi trở lên đó thì phải trả tiền. Cho tới 13 tuổi thì được chơi, mà lớn hơn nữa đó thì cũng phải mua vé vô người theo giá người lớn. Nhưng mà không có được chơi, không được chạy nhảy. Thì 13 tuổi trở xuống thì được chạy nhảy ha. Còn nếu mà infant mà vô á thì bé quá, thì như là bên kia họ có cái baby á, chị ôm vô thôi thì baby nó không có tính tiền, họ không tính tiền, nhưng mà dĩ nhiên baby đó thì không có chơi đồ chơi được. Còn hiện thời á là bên đây là đầu của tháng 3 năm 2022 thì cái giá của họ đó là 20 đô cho một đứa trẻ em, còn người lớn đi vô thì vô cùng thì 5 đô một người. Các bạn thấy họ có chỗ bự cho chơi, là bên kia đó là chỗ chơi bong bóng với lại giống như inflatable slide đi vô đó để mà trượt ha. Bên này thì có cái chỗ chơi để leo lên leo xuống là rất là tốt cho cái độ tuổi toddler, bò tới bò lui nha, để vô đó tập đi. Cái chỗ ngoài đó là lobby đi vô cái cửa, họ có bán nước uống cho mình, mình không có được mang đồ ăn ở ngoài vô, mình chỉ được mang nước nước trắng bỏ đồ thôi, xong rồi vô mình muốn uống nước mình mua ở đây, nhưng mà không có được ăn uống ở đây. Rồi chỗ kia họ có cái chỗ bự để cho mình để dép ở ngoài đó. Người lớn thì bắt buộc phải mang vớ đi vô, còn em bé vô đây chơi thì đi chân đất không có được mang giày. Nếu mà thích thì mang vớ có cái traction, có cái chấm ở dưới để không có bị trượt té đó. Nhưng mà em bé thì đi chân đất được ha. Có chỗ bự để mà mình bỏ để đồ, đồ thì có thể thuê locker, còn có chỗ bự đó là để mình để stroller, để dép ngoài đó ha. Chúng ta cùng đi tham quan vòng vòng nha. Khi mà vừa từ cửa vô đó, ở đây là ngay chỗ này có cái lều ha, có cái chỗ cho các em bé cắm trại, rồi có thể làm hot dog, pastel để mà bán hàng nữa như đó ha. Bên kia có những cái đồ hóa trang, lính cứu hỏa, rồi bác sĩ, rồi y tá, rồi nhân viên hàng không, rồi công chúa các loại, để mà các em có thể hóa trang mà chơi. Ở đây có cái chỗ là bác sĩ nữa nè, là bệnh viện nè. Rồi chỗ này là có cái chỗ cho bác sĩ thú y nữa. Rồi bên này là cái khu nhà bếp, lại có cái bộ bàn ghế rất là dễ thương. Ở đây đó mình thích đó là tại vì họ rất là hay dọn dẹp đó, họ đi tới họ đi lui, họ dọn cái này họ ra, họ lau chùi các thứ, họ sát trùng để các em bé chơi không có bị dơ, không có sợ bị bệnh. Rồi bên chỗ đó là bên khu ăn uống, còn bên này là khu vẽ tranh, rồi có cái tranh vẽ các em bé, có cái màn hình lớn. Rồi em bé có thể vô đây để mà tô màu. Rồi ở bên này có chỗ chơi Lego nữa nè. Có Lego này là nhỏ nhỏ ha, chắc là cho mấy đứa lớn lớn hơn chơi. Còn đây Lego bự bự nè, để cho mấy em nhỏ anh chơi. Còn ở bên đây là có cái ai mà thích vô đây xem đo các con mình cao bao nhiêu thì vô đo. Còn ở bên đây là cái chỗ mà chơi banh nè, đó, có chỗ chơi game ở bên trong. Rồi trên này là có nguyên một cái slide, slide bong bóng inflatable.
cho các em xuống chơi rất là vui. Đây là đứa lớn chơi cũng được, mà mấy em nhỏ nhỏ đó thì bên kia là có khu cho baby chơi. Đó, rồi bên này thì baby chơi cũng được, mà lớn lớn chút chơi cũng được. Cái chỗ này nó vừa phải thôi, nó không có quá rộng mà nó cũng không có quá chật hẹp. Nói chung là chơi 2 tiếng thì ok đó. Để họ có cái chỗ cho các em câu cá nè, nó có cái 500 á, cho nó trồng câu, vô đây câu cá. Rồi có chơi xếp tàu gỗ nữa nè, có xem sóc nè. Ở bên này còn có một cái bàn nữa để chơi xây gì đó. Rồi bên này còn có xe nữa nè, có trạm đổ xăng nữa nè. 3 đồng 15 xăng một ca lần là dữ quá ta. Xe này có bộ hơi bị ho xăng dữ nha. Khu này vui chơi là vui nè. Đi vô buộc các cái chướng ngại vật nè. Vui dễ sợ luôn. Ở trong này còn có một cái giống như cái swing vậy, xong rồi ngồi xong rồi lắp ở trong đó, rất là nhiều chướng ngại vật. Rồi phía trên này cũng có nhiều chướng ngại vật nữa nè. Còn cái khu này là khu cho em bé với lại trẻ nhỏ như là 3 tuổi đổ xuống thì nó có nhiều cái cushion hơn. Rồi chỗ này có chỗ banh cho trẻ nhỏ chơi nè, cũng có nhà nhỏ, rồi có thú bông nữa. Rồi ở đây có có một chỗ để mà bạn có thể thay tã cho em bé nè. Rồi có 2 ghế ngồi, 2 cái phòng nhỏ để mà có thể vô đây cho em bú sữa. Nói chung là họ làm cái chỗ này họ design cũng đẹp mà hiện đại mà sạch sẽ, mới đồ mới mà họ cũng đầy đủ các thứ và nó cũng hợp lý nữa, bài trí nó cũng hợp lý cho các em chơi nó vui. Nói chung là họ để làm nhiều chỗ mà nó phù hợp với lại từng lứa tuổi, để tuổi này cũng chơi được mà tuổi kia chơi cũng được ha. Rồi cái khu này khu cho baby toddler nè, có chơi nhạc nè. Rồi có bạn để tập chữ cái nè. Rồi có những cái đồ chơi nè, phù hợp với cái lứa tuổi này. Rồi đây cũng có tới mấy chỗ để hand sanitizer nữa, để sát trùng tay để sạch sẽ bảo vệ phụ huynh và trẻ em. Nhưng mà nói gì nói thì cũng không có rời mắt được mấy đứa nhỏ đi là phải chơi trong, bởi vì có những cái đồ chơi nó mình không có để thả được, thì mà lớn lớn chút đó thì mới thả ra được, chứ còn baby nhỏ thì cứ phải theo thôi. Một cái tip nữa ở đây đó là bạn nên cho người lớn nên mang vớ theo, bởi vì đây bắt buộc người lớn phải mang vớ. Nếu mà không mang theo đó thì họ có bán vớ cho mình $3 một đôi, thì mình mua mình xài là mình cầm về thôi. Nhưng mà nếu mà có sẵn vớ nhà thì cứ mang theo ha. Ở đây có mấy cái xe này chơi rất là vui ha, để các em có thể chạy khắp các nơi, còn được đổ xăng nữa kìa. Xăng này quá mắc quá mắc. Nếu mà bạn thích cái video này thì hãy like, comment và subscribe để đón chào những cái video khám phá đi chơi các nơi mới với mình nha. Với lại nếu mà bạn muốn xem cái loại video nào
thì hãy mở vô cái phần comment để mà mình biết, để mà mình làm các loại video theo ý thích của bạn nha. Take care, bye bye.